Cái anh này đúng là ngon thiệt đó. Trần Công Công thích trà này sao? Nè, uống nửa đi. Dương Phi nương nương tuy được sắc phong chưa lâu, nhưng hoàng thượng ngày càng sủng ái bà ta. Trong cung ai cũng nhường bà ta ba phần hết. Mấy vị nương nương đỏ sức vừa ngấm ngầm vừa ra mặt. Chúng ta là nô tỳ, đương nhiên không được sống yên thân, không được tiếp cận với ai, không được đắc tội với người nào. À phải rồi, ta nghe nói Dương Phi nương nương trước đây cũng có tỷ nữ tên Tiểu Đào bị mất tích, có phải không? Tôi còn gì khác phải làm, tôi đi đây. Trần Công Công à, tôi nghe nói gần đây ở trong cung có mấy cung nữ mất tích kỳ lạ. Có phải là trong cung có thứ gì đó dơ bẩn hay không? Tôi không biết gì hết đó. Ngoài kia còn có chuyện, tôi đi trước đây. Nè. Tiểu Yến à, tôi mới nằm mơ, mơ thấy Tán Đàm bị truy sát, hơn nữa nó còn bị... Tỷ nằm mơ thôi mà, không sao đâu. Bao đại nhân đã hứa điều tra rồi mà, chắc chắn sẽ tìm được đại tiểu thư về đây. Cô nói coi, thời gian qua lâu như vậy mà vẫn chưa có tin tức gì, làm sao đây, làm sao đây hả? Tỷ đừng nóng lòng. À, phải rồi, không phải tỷ thường nói đại tiểu thư có nhị thúc làm trạng sư, có nhiều cách hay sao? Hay là mời ông ta về đây giúp đi. Phải rồi, nhưng mà thúc ấy ở Giang Ninh, đợi tới lúc thử tới tay thúc ấy, mọi chuyện trễ hết rồi, trễ hết rồi. Thắng Nam làm sao? Hả? Đại Tấu, nhắc Tào Tháo tới rồi, sao thúc về đây? Thật ra là lần này để tới Khai Phong Phủ là vì muốn tìm một thương nhân họ Chung, có lẽ phải ở lại một thời gian rồi. Muốn sao vậy Đại Tấu? Để chị ở đây mấy ngày thôi mà chị không chết đi sống lại vậy? Để nó ghét vậy sao? Không phải đâu, quý tỷ đang gì chuyện không tìm thấy đại tiểu thư, không tìm thấy Thắng Nam. Chúng tôi đã đi báo quan, bao đại nhân cho người điều tra rồi, nhưng mà đã mấy ngày vẫn chưa có tin tức gì của đại tiểu thư hết. Đại Tấu, Tấu không cần sợ, có để ở đây rồi Thắng Nam sẽ không sao đâu. Tốt, đi đâu vậy? Khai Phong Phủ. Nó giỡn đó hả? Các người cho Thắng Nam tiến cung tra án sao? Thật ra là tôi cũng bất đắc dĩ mới làm như vậy. Trước khi tiến cung, tôi đã được sự đồng ý của Thắng Nam. Âu Dương Trạng Sư à, hy vọng ông có thể hiểu cho, đừng có gì chuyện này làm loạn Khai Phong Phủ. Nè, ông nói nghe sao mà nhẹ nhàng quá vậy? Thắng Nam vẫn còn là đứa trẻ, hơn nữa nó bẩm sinh lỗ mãng. Nếu như có chuyện gì xảy ra với nó, Khai Phong Phủ các người có gánh nổi không hả? Quý đi yên tâm, chúng tôi đã phái một đồng liêu lớn tuổi hơn cùng đi với cổ. Cổ có thể quản thúc Thắng Nam, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để bảo vệ an toàn cho họ. Huynh kêu tôi tin huynh, huynh sẽ bảo vệ Thắng Nam an toàn.
nếu như sự thật là vậy, huynh sẽ không để Thắng Nam một mình mạo hiểm vào cung điều tra án như vậy. Nè, không cần nói nữa, thay vì tin huynh có thể bảo vệ Thắng Nam an toàn, chỉ bằng tôi tự mình bảo vệ Thắng Nam. Bà đại nhân, xin cứu, thật là tức chết. Âu Dương tiên sinh, cô có phát hiện không? Mấy cung nữ và thái giám đó vừa nghe tới tên của Tiểu Đào đã trốn ra ngoài hết rồi. Trong này chắc chắn có gì mờ ám. Có cách gì có thể điều tra ra không? Cô với Tiểu Cúc không phải ngủ chung phòng sao? Vậy thì sao chứ? Tiểu Cúc với Tiểu Đào là bạn thân mà. Chỉ cần cô dò la Tiểu Cúc, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối. Hơn nữa, giường của cô trước đây là nơi Tiểu Đào ngủ. Cô nói gì vậy? Không được, không được, không được rồi. Tôi phải đốt giấy tiền ngay mới được. Ngươi là ai vậy? Tôi là Tiểu Đông thái giám ban nội định mới phái tới để hầu hạ riêng cho cô tú nữ Thắng Nam mà. Ăn hiếp tấn công tôi. Thúy Điệp, muội có phải là Thúy Điệp không vậy? Buông ta ra, Thúy Điệp, cái đầu của ngươi á. Thì ra là ngươi. Sao cô lại ở đây? Nhị Thúc. Thắng Nam. Sao Thúc mặc đồ của thái giám? Nè, chứ gì Thúc lo cho con nên mới giả làm thái giám vào cung. Thúc tốn rất nhiều ngân lượng mới vào được đó. Hắn là nhị thúc của cô hả? Thì sao hả? Phải đó. Chính hắn đại tấn công của ta bị đánh 20 trượng. Lần này tôi phải trả thù mới được. Làm gì vậy? Thôi rồi. Thôi, thôi. Thôi, mình biết. Dừng tay lại đi. Tôi chọn lại đó nghe. Thôi, không dễ gì đâu. Đủ rồi. Tôi chọn lại đó nghe. Dừng lại đi. Nè, đừng có chơi anh nữa. Nè. Tôi chết à? Chết, tôi chết.